Hello, xin chào tất cả các bạn. Video này mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn một dự án cực kỳ là ngon. Và khi các bạn tham gia vào dự án này, các bạn sẽ nhận được là một đô miễn phí nhá. Và các bạn đi giới thiệu bạn bè, các bạn cũng sẽ nhận được một đô miễn phí. Và khi các bạn đăng ký tham gia cái này, các bạn phải cần qua KYC gọi là xác minh tài khoản. Thì cái này xác minh thì trong vòng khoảng tầm 5 phút là các bạn có thể đã xác minh thành công. Thì cái đây thì các bạn đăng ký nhá. Đăng ký các bạn nhấn vào phần xác minh KYC này. Thì ở đây nó có 3 kiểu. Có thể là các bạn xác minh bằng hộ chiếu, rồi ID thẻ căn cước và bằng lái xe. Thì đây nha, các bạn điền thông tin cho mình nha, họ tên rồi nơi ở, số điện thoại. Rồi tiếp theo các bạn chọn cho mình là chụp hình, nhìn hình cho mình là mặt trước mặt sau của thẻ chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước. Rồi tiếp ba là các bạn selfie khuôn mặt nha. Cái này thì nó bắt buộc là nó selfie online, có nghĩa là nó tự động chụp và nó tự lưu cho bạn luôn ấy, gọi là selfie online. Thì trong vòng khoảng 5 phút cái này các bạn chỉ cần chụp ảnh đấy, nó hiện cho bạn một cái hình, các bạn chụp ảnh vào khuôn mặt của mình vào đó là các bạn xác nhận thành công. Các bạn chơi trong vòng 5 phút là nó sẽ xác nhận thành công, rồi các bạn sẽ nhận được là 1 đô. Thì kiểu này là làm khá là dễ nên các bạn cố gắng nhé. Thì cái này có thể rút được tiền nhá, mình đảm bảo bạn là có thể rút được tiền luôn, cực kỳ là uy tín. Các bạn vẫn được ở đây là các bạn phải cố gắng nhá, các bạn đi tuyển ép cho mình, cứ mỗi người các bạn sẽ nhận được 1 đô. Ok, các bạn cố gắng làm cho mình. Và cái này nghe nói là sắp hết sự kiện nên các bạn tranh thủ nhá. Thì đây là cách kéo kiếm tiền nhanh nhất đấy. Thì bạn nào mà cái này mà các bạn không kiếm được tiền nữa thôi thì các bạn là không có cách nào để các bạn kiếm được thêm tiền. Ngoài ra các bạn làm idol group thì các bạn phải chờ thời gian dài, nhưng mà cái này là các bạn bỏ ra khoảng tầm một vài ngày là các bạn có thể khả năng rút được về ví rồi nhá. Cái này là hiện tại là đây là một cái sàn của Google Market, thì nó rút cực kỳ là nhanh thôi nhá, cực kỳ là uy tín luôn. Rồi, và mình có một chiến lược như thế này. Thì bạn nào mà đăng ký trợ link của mình nhé, bạn nào đăng ký trợ link của mình thì mình sẽ tặng cho mỗi bạn là 50 cái đồng Sona này nhá, mỗi bạn là 50 đồng Sona này nếu bạn tham gia trợ link của mình. Ngoài ra các bạn sẽ bạn nào mà là người mới nhé, người mới bạn nào đăng ký kênh đấy, like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, thì mình sẽ tặng cho mỗi bạn là 50 đồng Sona này nhá. Đấy thì từ ngày bây giờ là ngày mùng 10 cho đến ngày 15 nha, đến ngày 15 thì bạn nào đăng ký kênh, nếu là người mới nhá, các bạn like video và đăng ký kênh ủng hộ mình thì mình sẽ tặng cho mỗi bạn là 50 đồng Sona. Còn ngoài ra các bạn nào mà đăng ký dưới link của mình nhá, dưới link này thì mình sẽ tặng cho mỗi bạn là một mỗi bạn là 50 đồng Sona nữa đấy. Thì các bạn đăng ký tham gia dưới link của mình. Ok rồi, và đây đây là cái tiền của mình nó đã về ví nhá. Thì các bạn sẽ nhận được là cái này mình cũng mới làm thôi, thì khoảng có vài vài ba phút là các bạn đã hoàn thành một tài khoản đấy. Các bạn có thể là lệ mượn lại của gia đình bạn bè anh chị hoặc là họ hàng các bạn làm, thì mỗi bạn sẽ nhận cả 2 đồng, 2 đồng GMC này thì giá là gần xấp xỉ 1 đô la đấy. Thì các bạn cứ giới thiệu hết bạn bè và người thân thì các bạn không mất mát gì cả, thì cũng kỳ là nhanh thôi đấy, hỗ trợ bạn bè thì các bạn sẽ làm thế này thì các bạn sẽ kiếm được tiền thôi. Và đây là cái cách mình cảm thấy là kiếm tiền nhanh nhất đấy. Thì những cái kèo mà kèo sàn nó như thế này á, thì các bạn không thể bỏ qua nhé. Có những sàn thì các bạn phải làm, các bạn phải chờ đợi 1 tháng 2 tháng, nhưng mà riêng kèo này các bạn phải làm ngay cho mình, tại vì kèo này các bạn đủ min rút là các bạn rút được. Thì cái min rút của nó thì có 100 đồng này thôi đấy, 100 đồng này thôi nhá. Thì các bạn không phải lo nhé, các bạn cố gắng làm được bao nhiêu thì làm. Sau này nhé, các bạn cứ bấm chuông thông báo kênh đi, thì sau này mình sẽ cập nhật. Nếu các bạn nào mà số nhỏ quá không rút được ấy, thì mình sẽ hỗ trợ tất cả bạn rút cái đồng này. Ok, mình là các bạn đi giới thiệu, các bạn cứ kiếm được bao nhiêu thì được. Thì sau này mình có một video mình sẽ hỗ trợ, ví dụ bạn nào có kiếm được 10 đồng 20 đồng ấy, mình sẽ hỗ trợ các bạn rút cái đồng này ra. Ok đó, thì các bạn theo dõi kênh của mình, các bạn yên tâm nhé. Đấy thì các bạn có thể vào group của mình để tham gia và tham khảo cùng tìm tòi và giao lưu đấy. Thì kênh của mình, cái nhóm đổi đổi nhóm của mình cực kỳ là ok nhá. Đây trong này, đây là cái group của mình, thì trong này hầu như anh em ở đây trong này cực kỳ là tốt, hỗ trợ anh em kiếm tiền cực kỳ là ngon nhá. Có những bạn như là bạn Quang này, Quang BTC này đấy, cái bạn này là chuyên săn kèo whitelist, có bạn Argentina nhưng mà bạn này dạo này không thể mặt mũi đâu, có bạn Quang ấy
nhá. Đây là bảng quang này, bảng này là chuyên săn kèo quay lít, thì bạn nào mà có tiền nhỏ lẻ, các bạn không có số lượng lớn ấy, thì các bạn có thể tham gia vào đấy. Thì bản này mà trùng, các bạn hiểu cho mình, cái kèo quay đít không phải là ai cũng mua được, chỉ có những người làm sự kiện may mắn lắm mới nhận được cái kèo quay đít mới có đủ yêu cầu để mà mua đấy. Nên các bạn, ví dụ các bạn có 5 đô 10 đô ấy, các bạn vào đây thì cùng nhóm phát triển đấy. Thì bạn nào mà trùng quay đít thì mình sẽ vào cùng một đấy, như mình ở đây chẳng hạn, như con này, thì mình bạn nào mà có số tiền nhỏ lẻ thì mình sẽ hỗ trợ những cái bạn này mua nhá. Đây có, hiện tại là có rất nhiều bạn nào hỗ trợ mình rồi, đã gửi tiền cho mình. Thì đây là những cái group là giúp anh em kiếm tiền rồi nhá. Thì vừa đây mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách tham gia vào cái sàn Goku Market đó, thì các bạn cố gắng nhá, cố gắng làm cho mình rồi. Và mình xin phép dừng video tại đây, và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video, và đừng quên cho mình xin một like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.